chân nhi mập. Ăn lắm, mập lắm, mà xấu lắm, mà buồn lắm. Cuộc đời này khổ lắm. Cho nhi đẹp rồi, giờ cho nhi mập nữa, ai chịu nổi? Mập là cái gì không biết. Sao vậy? Sao vậy? Sao khóc hoài vậy? Tiếc bộ. Nói nghe coi. Tại sao ông trời cho Nhi quá nhiều thứ, nhưng lại có cái một thứ nhiều hơn những thứ khác. Là gì? Mỡ. Mỡ. Mơ ước của đời tôi luôn á. Mơ ước của đời tiến bộ. Rồi, đó, đứng xếp ra đây, đứng xếp ra. Nhưng mà là nỗi khổ của đời Thảo Nhi. Rồi, quay ra, quay vòng coi. Nhìn đi. Mập mà mới ăn cái phim mà kia còn nhìn vô cười lén kìa. Vậy đi, hôm qua tiến bộ cho hai gói mì tôm. Nhìn đó nguyên ngày ăn hai gói à. Cộng thêm mấy ly trà sữa thằng Bi hàng xóm đem qua. Xong rồi ăn tiêu có mấy chiếc cô. Vậy mà nó mập đó. Ăn nhỏ mập cũng uổng, tao uổng giùm luôn á. Uổng chứ, đồ ăn để đó thèm sao chịu được. Ý là bây giờ chỉ cần đi chơi đẹp, đi hát đẹp là được đúng không? Có người yêu nữa. Yên tâm, đẹp, ớm. Giờ tôi sẽ lấy một bộ đầu tiên che hết toàn bộ khuyết điểm luôn. Xong có áo rồi, xong cổ. Rồi đây đây, đơn giản lắm, chỉ cần gì? Bỏ hết mấy cái lùm xùm này ra. Giữ cái áo trắng lại cho tôi. Mà với cái này. Thôi không được đâu, không được đâu. Cái này nó nhỏ xí nè. Cái này mổ không mồm em thấy không đẹp. Ưu điểm như là như có eo. Cái váy này sẽ giúp như che phần mỡ để lộ eo, chắc chắn ôm. Chắc mẹ chưa? Quéo. Ừ. Thử nha. Ừ. Bộ nãy rồi thôi coi như cũng được được đi, cũng đẹp lần xí. Mà giờ lỡ như mà đi chơi á mà phải đẹp xí. Rồi để... rồi biết yên tâm. À đó. Tên tèn. Đây. Thích cái này nè, nó đẹp nè. Đúng rồi, thiết kế mới của tôi luôn đó. Vậy hả? Cái này nè. Bộ giỏi quá à. Đúng rồi, cái này Nhi sẽ mặc với cái này. Không được đâu, được đâu, được đâu. Nè nhìn đi, lòi tay rồi lòi chân rồi. Không hề. Mập lắm, mỡ rung rung lắm. Khi Nhi đi chơi là cái này vẫn thoải mái. Chắc chắn cái phần áo như thế này nè, khi mà mặc cái thêm cái yếm này vô nữa, nó sẽ để hai cái đường tạo eo ở đây. Nhìn chắc chắn sẽ không mập. Mà cái váy này là chỉ dài vừa đủ che ngang đùi luôn. Tại vì phần cẳng chân nó nhỏ, che được đùi rồi là hết mập. Ủa rồi rồi, chứ rồi mặc bộ đồ vậy rồi mặc không rồi đi trong đất hả trời? À không, bộ này chỉ cần mang một đôi